Honda Civic mà bên em chào bán mức giá là chỉ có 162 triệu thì các bác bảo là có rẻ không ạ? Các bác thử bình luận bên dưới giúp em ạ. Đó, bên em thì toàn bán những cái giá rẻ thôi. Toàn cái giá rẻ và hợp lý thôi. Đó, mà các bác không chốt được thì các bác thật sự các bác mua được xe nào ạ? Có đúng không ạ? Toàn giá hợp lý thôi. Uy tín luôn, chất lượng, có cam kết đầy đủ luôn. Bằng văn bản cũng như là về cái trách nhiệm uy tín của bên em. Trang bị đầy đủ luôn, gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh airbag đầy đủ. Có từng con ốc này, vẫn còn vết sơn nhà máy dấu này. Các bác nhìn này, con ốc màu vàng vàng kìa. Đó, sơn vàng này, vẫn còn luôn. Đấy, đây, trong này hơi bẩn, còn chưa rửa này, được chưa? Xe nó phải mọc như này đây, để quay luôn cho bác. Sau đây em cho bác xem bên ngoài nhá. Dạ vâng, một chiếc Honda Civic các bác nhá. Đó, con này bên em bán mức giá là 162 triệu, bao rút hồ sơ. Máy thì em đang để lỗ đây. Các bác nhá, lỗ rất êm luôn. Có một mức giá thực sự bác là cực kỳ tốt rồi đúng không ạ? Giá rất êm. Máy đang lỗ đây. Các bác nghe có êm không ạ? Rất êm đúng không ạ? Có được phủ một mực màu sơn nhìn khá sang trọng và khỏe xe nhá các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đăng kiểm còn rất dài này, đến tháng 6 2025 này. Dòng Civic này thì một trong những mẫu xe của Nhật nhá. Cực kỳ bền luôn nhá. Bền, lành, form đẹp. Cái form này rất rất lâu bị lỗi thời. Máy đang lổ đây, lổ rất êm. Vâng, các bác lần đầu xem video của em, hay nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất của em thường xuyên cập nhật nhá. Các bác hào phóng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ mạnh. Em cảm ơn các bác nhiều. Vâng, một mẫu xe được mang tên là Honda Civic, sản xuất năm 2008, số sàn, máy 1.8. Một mẫu xe đến từ thiệu của Nhật nhá. Lốp mới cả dàn này. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 162 triệu, bao rút hồ sơ nhá. Đẹp luôn này. Vô lăng này. Đẹp chưa? Đẹp luôn. Từ những phần táp lô, táp ly có một cái đặc biệt khác với cái dòng xe khác nhá. Nhìn nó rất là sang luôn. Đây em mở chốt cửa rồi. Chung là con xe này thì giá hợp lý rồi, thôi nhá, giá quá hợp lý rồi, nội thất sang trọng, từ phần táp lô táp ly quá đẹp, trần này, các bác nhìn trần này, càng đét này, nội thất màu kem này rất nhiều bác thích nhá, tại vì nhìn nó sang, sang xe, hàng ghế đằng sau khá rộng, mức giá có 162 triệu là các bác mua con xe này thôi nhá, chất chữa, quá chất luôn này. Quá tuyệt vời các bạn. Máy lỗ im đét. Âm thanh nghe hay. Mời các bác xem phần cốp đằng sau này. Cốp dòng Civic này rất rộng luôn. Cốp này. Nói chung là cái giá này rất tốt rồi đấy ạ. Bên em thực sự các bác theo dõi kênh thì biết đúng không ạ? Xe nào giá cũng hợp lý luôn. Đó. Chứ không phải là có xe đắt xe rẻ gì cả. Xe nào bên em tăng giá là cũng rất là hợp lý luôn. Vừa cái tầm tiền cho các bác. Không nên tăng một cái giá quá cao. Để quay ra như là các bác mất công thời gian điện đúng không ạ? Máy lỗ êm này. Thôi các bác chờ em tí nhá, tại vì đang cầm điện thoại một tay mở rất khó luôn. Rồi ok. Máy đây các bác nhá, máy êm này. Lỗ khá êm luôn ấy. Êm du luôn.
không bàn về xe, quá êm, có cam hành trình đầy đủ nhá. Đây số điện thoại em này, 0926 836 686, 0783 135 686. Số lượng xe lúc nào mấy chục xe luôn, rất nhiều xe nhá. Không có xe ký gửi nhá, bên em không có xe ký gửi. Tất cả những xe bên em bán ra toàn bộ là xe bên em mua vào, tuyển chọn vào hết, không có ký gửi gì cả. Và không có phải là chợ nhá. Đó, nhiều chỗ khác là người ta có thể là thợ nhiều đúng không ạ? Nhưng mà đây, bên em chỉ có một cửa hàng và không có xe ký gửi của thợ nào cả, không có xe của dân nào cả, toàn xe bên em hết, tự mua tự bán thôi nhá. Vâng, em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em. Hẹn gặp lại các bác video sau ạ.